mình anh về lại quê hương. Sau bao nhiêu năm băng rừng lội suối, một cánh tay anh để lại đất rừng miền đông anh dùng để anh ôm cuộc đời này bằng nửa dòng tay. Ngày anh trở về quê hương trong đoàn quân lại nước mắt hôn lưng trồng trên đôi mắt quần thâm, rồi tháng ngày niềm đau cũng nguôi vơi, anh bắt đầu cuộc sống bằng cánh tay còn lại. Tôi nghĩ rằng anh sẽ khó khăn khi vào đời bằng vòng tay một cánh tay, nhưng mà đang cười vui vậy biết bao. Anh thương binh ơi, anh quả là chiến sĩ chí kiên trung, nghị lực phi thường. Mới hôm nào đây anh với nửa dòng tay vậy mà bây giờ anh là nông dân giỏi, tiếng tăm cả một vùng, nhà cửa khang trang. Sức mạnh nào từ nửa dòng tay hay ý chí kiên cường của người chiến sĩ? Vì độc lập tự do anh hy sinh xương máu, nay xây dựng đất nước đẹp vào lịch sử. Mấy mươi năm thanh bình mà ngỡ mới đây thôi, nỗi đau chiến tranh còn âm thầm rỉ máu. Người thương binh biến đau thương thành sức mạnh, ôm cuộc đời này bằng nửa dòng nhàng thoáng.
đồng áng thảnh thơi. Ngồi với anh bên chung trà lý rượu, anh ngắm ngợi tôi nghe hoài với mấy câu thơ. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ cành rau muống, nhớ cả dặm tương. Bao năm xa nhà, anh nhớ quê hương, nhớ hương vị ruộng đồng đường. Một lần cầm súng trong chiến tranh, hôm nay được sống trong ấm êm hạnh phúc, đều phải ghi ơn những thương binh liệt sĩ.